Nếu có một ngày đánh giá của bạn còn quan trọng hơn cả nhan sắc thì sao? Câu chuyện xảy ra ở thế giới tương lai, cô gái chót nói tục chửi bậy, liền bị cảnh sát bắt vào tù. Ở thế giới tương lai, công nghệ rất phát triển, xã hội loài người đều giao tiếp bằng hệ thống đánh giá, thứ bậc xã hội và địa vị đều bị phân chia theo số điểm đánh giá, cao nhất là 5 điểm. Mỗi người đều có số điểm của riêng mình, mọi người đều đánh giá lẫn nhau. Đây chính là yếu tố quyết định đến số điểm đánh giá. Hiện tại số điểm của Jenny là 4.2, thuộc tầng lớp trung lưu, để có thêm nhiều đánh giá cao hơn, mỗi ngày cô ấy đều tập mỉm cười trước gương, hy vọng sẽ để lại ấn tượng tốt cho mọi người, những cô gái thích cười đều sẽ được yêu thích. Jenny đang sống cùng với em trai suốt ngày ăn không ngồi rồi, không có tiến bộ, vậy nên số điểm đánh giá chỉ có 3.7, mỗi ngày Jenny ra ngoài đều rất cẩn thận, cố gắng thể hiện lịch sự nhã nhặn, cô cũng thường đánh giá tốt cho mọi người. Đối phương cũng sẽ đánh giá tốt cho cô, kỳ hạn thuê nhà của cô ấy sắp đến. Chủ nhà định bán ngôi nhà đi, Jenny không thể không tìm một căn nhà khác. Đại lý bất động sản giới thiệu cho cô một căn nhà rất đẹp, Jenny cũng rất thích nhưng giá thuê nhà rất cao, cô ấy không thể trả nổi. Người môi giới nói với Jenny, chỉ cần cư dân có điểm đánh giá từ 4.5 trở lên thì sẽ được giảm giá 20%. Cô ấy nói Jenny có thể dùng cách này để nhanh chóng nâng cao số điểm đánh giá của mình. Jenny tìm đến một chuyên gia cố vấn. Cố vấn nói nếu muốn nhanh chóng tăng điểm đánh giá, thì phải tìm người có điểm số cao đánh giá cho mình. Tất cả bạn bè của Jenny đều chỉ có số điểm tương đương cô. Cô rất khó để tiếp cận những người có điểm số cao. Hôm sau khi Jenny đi làm, cô gặp phải một người phụ nữ có điểm đánh giá cao. Vì để đối phương đánh giá tốt cho mình, Jenny cố gắng tiếp cận nói chuyện với bà ấy. Nhưng Jenny đã quá vội vàng, đối phương nghĩ cô bất lịch sự, nên đã cho cô đánh giá thấp. Jenny cảm thấy rất chán nản. Khi đi làm, cô lướt qua mạng xã hội, đột nhiên phát hiện bạn học cũ Lily, bây giờ đang có đánh giá 4.8, cô quyết định xuống tay với Lily, để gia nhập vào hội những người có đánh giá cao. Mấy hôm nữa là đám cưới của Lily, cô ấy nhìn thấy tin nhắn của Jenny, nên đã chủ động mời cô tham gia hôn lễ. Jenny cũng không ngần ngại đồng ý, Lily sắp lấy một quý tộc, người tham gia hôn lễ đều có số điểm rất cao. Thông qua hôn lễ này, Jenny sẽ có nhiều cơ hội nâng cao số điểm của bản thân. Em trai thấy Jenny tham gia hôn lễ của Lily, liền chế nhạo cô, bởi vì trước đây Lily thường trêu chọc Jenny, hơn nữa còn từng cướp bạn trai của cô, nhưng hôm nay Jenny lại phải đến nhờ và Lily chủ động nói chuyện với cô ta. Điều này làm em trai thấy rất mất mặt, nhưng Jenny không quan tâm những điều này, cô ấy chỉ cần được đánh giá tốt. Sau khi sắp xếp hành lý, Jenny xuất phát đi tham gia hôn lễ. Trên đường đi cô ấy vô tình đâm phải một người phụ nữ, bà ấy liền trực tiếp đánh giá thấp cho cô. Khi lên xe taxi, Jenny nhận điện thoại của Lily, khiến tài xế thấy rất phản cảm. Sau khi đưa cô đến nơi, tài xế liền đánh giá cô một sao. Mặc dù Jenny không nói gì, nhưng không sao hết, chút đánh giá này đều có thể kiếm lại được. Jenny vui vẻ chuẩn bị lên máy bay, nhưng nhân viên lại nói với cô, chuyến bay của cô bị hủy, bây giờ chỉ còn chuyến ban đêm. Nhưng chuyến bay này lại cần đánh giá trên 4.2 mới được. Sau hai lần bị đánh giá một sao, bây giờ điểm của cô không đủ 4.2, bây giờ Jenny không đủ tư cách ngồi chuyến bay này. Jenny rất tức giận, cô ấy lớn tiếng cãi nhau với nhân viên, người xung quanh nhìn thấy đều cho cô một sao, bây giờ điểm của Jenny chỉ còn 4.1. Lúc này cảnh sát sân bay đến, bởi vì Jenny đã gây mất trật tự ở sân bay, nên cô sẽ bị trừng phạt. Jenny tạm thời bị trừ một điểm, 24 tiếng sau mới được khôi phục, bây giờ điểm số của cô ấy chỉ còn 3.1. Để có thể kịp thời đến hôn lễ của Lily, cô ấy quyết định thuê một chiếc xe. Jenny đến một công ty cho thuê xe, nhưng vì điểm số của cô ấy chỉ có 3.1, nên ông chủ chỉ cho cô thuê một chiếc xe cũ. Jenny đành lái chiếc xe cũ đi, mới đi được nửa đường chiếc xe lại hết điện. Jenny đến trạm nạp điện để nạp, nhưng chiếc xe cô lái đã quá cũ rồi, trạm nạp điện không có ổ cắm phù hợp. Jenny lại cãi nhau với nhân viên ở đó, nên lại bị đánh giá một sao tiếp. Jenny tuyệt vọng đi trên đường. Cô đành bắt một chiếc taxi, xe cộ trên đường đi qua đi lại. Jenny cố gắng vẫy tay, các tài xế đều tiến lại gần. Nhưng khi nhìn thấy số điểm của Jenny chỉ có 2.8, nên bọn họ đều không dừng lại, không ai muốn mạo hiểm cho một người chỉ có 2.8 điểm lên xe. Khi Jenny đang định từ bỏ, một chiếc xe đột nhiên dừng trước mặt cô. Tài xế là một người phụ nữ trung niên, điểm đánh giá của bà ấy chỉ có 1.4. Bà ấy chủ động mời Jenny lên xe, nhưng lúc này cô lại do dự. Cô sợ bác gái này là người xấu nên không dám lên xe. Bác gái chỉ cười nói, tôi sẽ không làm hại cô đâu. Vì để kịp thời tham gia hôn lễ, Jenny vẫn quyết định lên xe. Trên đường đi, bác gái kể về câu chuyện của mình. Trước đây bà ấy cũng là một người có điểm đánh giá cao, mỗi ngày đều mỉm cười với mọi người. Cho đến một ngày, chồng của bà bị bệnh nặng. Để giúp chồng chữa bệnh, bà ấy cho tất cả các bác sĩ ở bệnh viện đánh giá 5 sao. Cuối cùng chồng bà cũng có cơ hội phẫu thuật. Nhưng trước hôm phẫu thuật một ngày, bác sĩ lại cướp đi cơ hội được phẫu thuật cho một bệnh nhân khác bởi vì số điểm của người đó cao hơn chồng bà 0.1 điểm. Từ đó trở đi, bà ấy hoàn toàn tuyệt vọng với hệ thống đánh giá, bà không muốn sống cuộc sống đạo đức giả nữa, bà bắt đầu buông thả bản thân, tự do biểu lộ suy nghĩ của bản thân. Jenny chỉ an ủi bà ấy vài câu rồi ngủ mất.
bởi vì cô ấy còn phải lấy sức tham gia hôn lễ ngày mai, chớp mắt đã đến sáng hôm sau. Bác gái gọi Jenny dậy, bởi vì đích đến của họ không giống nhau, nên bà ấy để Jenny lại một trạm xăng, sau khi chào hỏi đơn giản liền đi. Ngồi trên xe ô tô, Jenny hào hứng tham gia hôn lễ. Nhưng đến nửa đường, đột nhiên Lily gọi điện thoại đến, nói rằng không muốn Jenny tham gia hôn lễ nữa, bởi vì điểm đánh giá của cô ấy chỉ còn 2, nên sẽ rất mất mặt. Jenny vô cùng tức giận, cô mất đi nhiều điểm như thế, phải trả giá rất nhiều, đều chỉ vì tham gia hôn lễ. Mà Lily lại bảo cô ấy đừng tham gia, Jenny không can tâm, cô nhất định phải đến, nhưng hôn lễ có rất nhiều bảo vệ, vì để trốn vào đó. Jenny không thể không đi bằng đường nhỏ, nhưng cô không cẩn thận bị ngã vào vũng bùn, khắp người toàn vết bẩn, nhưng cuối cùng cô cũng đến được lễ đường. Lily thấy cô thì rất lo lắng, gọi bảo vệ đuổi cô ra ngoài. Khách khứa trong bữa tiệc cũng nhìn chằm chằm vào cô, Jenny không nhịn nổi nữa, cô ấy mắng tất cả mọi người. Cô chỉ muốn được đánh giá 5 sao, nhưng vì con số này, thậm chí cô đã mất đi lòng tự tôn của mình. Jenny nói ra tất cả những uất ức và nỗi hận trong lòng, điểm số của cô cũng càng ngày càng thấp cho đến khi còn dưới 1 điểm. Điều này vi phạm cơ chế tính điểm, người dưới 1 điểm đều sẽ bị bắt vào tù, sau đó cảnh sát đến đưa Jenny đi. Trong nhà giam, Jenny gặp được một anh chàng da đen, mỗi ngày hai người đều chửi bới lẫn nhau, bọn họ đã không còn quan tâm đến điểm số nữa. Giờ thì làm gì còn cái gì để mất nữa, đang mắng hăng say đột nhiên cô ấy cười lên, cuối cùng cô ấy cũng tìm được chính mình. Thực ra bộ phim này đang châm biếm, trong xã hội hiện nay, rất nhiều người vì giữ hình tượng, mỗi ngày đều cười giả tạo, sống cuộc sống hư tình giả ý, để đạt được mục đích, thậm chí còn vứt bỏ lòng tự tôn của mình. Những người như thế cuộc sống sẽ rất mệt mỏi, bộ phim đến